Hello, chào một buổi sáng, một ngày mới đẹp trời nha. Hoàng ghé lấy ly cà phê trước nha mọi người. Cho em ly cà phê ít đường hả chị? Phê đá nha. Lại quán cà phê đối diện nghe Bình Dương nha. Hoàng làm chỗ Isuzu nha mọi người. Làm chỗ Isuzu. Ghé lấy ly cà phê và ngồi live stream hát hò cho bà con nghe nha. Eon là mọi người, Eon Bình Dương nè, quốc lộ 13 nè. Tí nữa ngồi hát trên TikTok đó mọi người, hát trên TikTok đó rồi tải lại cho bà con mình xem nha. Ai yêu mến thì xem nha. Cảm ơn bà con rất nhiều nha. Lấy ly cà phê rồi nha. Lấy ly cà phê rồi nha mọi người. Cà phê sáng của Hoàng đây. Sáng không có ly cà phê là nó buồn ngủ lắm nha. Không có cà phê thì buồn ngủ lắm. Nó bị nghiện rồi mọi người. Ai nghiện cà phê thì sẽ hiểu cảm giác này nha. Ai nghiện cà phê thì sẽ hiểu cảm giác mà không có cà phê nó sẽ buồn ngủ lắm nha. Nên cần phải có ly cà phê để tỉnh táo làm việc nha mọi người. Đó, hãng xe quen thuộc nơi làm việc của Hoàng nha. Hãng xe Isuzu nơi quen thuộc của Hoàng. Đó, xe tải thì trưng bày ở ngoài nha. Xe tải trưng bày ở ngoài. Những chiếc xe chuẩn bị giao nè mọi người. Còn xe 7 chỗ bán tải thì ở trong showroom nha. Đó. Bán tải 7 chỗ Isuzu nha. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái nha mọi người. Có ai yêu xe nhập khẩu thì tham khảo những con xe này nha. Rồi dẫn mọi người lên phòng làm việc của Hoàng nha. Phòng làm việc thì phải lên một cái cầu thang nữa. Đó. Đó, phòng làm việc của Hoàng nha mọi người. Bỏ ly cà phê đây nha, bỏ ly cà phê, cái bàn làm việc của Hoàng. Có cái gói nha mọi người. Đó, bàn làm việc mà. Máy tính, gói của Hoàng. Có cái miếng lót ngủ nha. Giờ mở cái đèn mở máy lạnh nha. Mở đèn mở máy lạnh lên. Rồi bật. Bật TikTok lên hát cho mọi người nghe nha. Livestream trên TikTok rồi mình sẽ đăng lại trên YouTube cho mọi người nghe nha. Hát chai nha mọi người, hát chai không có micro nha nên nó không có hay bằng nha. Mọi người yêu mến thì nghe nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người, bà con đã quay lại kênh TikTok của Hoàng nha. Mời mọi người nghe những tình khúc chấn động của Hoàng hát nha. Mời mọi người nghe những tình khúc chấn động rơi nước mắt nha, của Hoàng dành cho mọi người trên khắp mọi miền nha. Hát theo yêu cầu nha mọi người, ai yêu cầu ai thích bài gì thì hát bài đó nha. Còn hay hay không thì tùy theo cái bài mình nhớ mình thuộc hay không nha mọi người. Chào mọi người mới vào nha, chúc buổi sáng vui vui vẻ mạnh khỏe nha mọi người ơi. Sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý nha. Công việc thuận lợi nha. Có ngờ một hôm nước lên, đưa con đò về nơi bến trời. Áo hồng giờ đây kết hoa, có nhớ xưa ấm êm tình ta. Mình anh trên con bến vắng, ngóng con đò em dần mở trôi. Chào mọi người mới vào nha, chúc buổi sáng bình an nha. Mời mọi người cà phê sáng nha. Mời cà phê sáng mọi người. Bình minh ơi dậy chưa,
cà phê sẵn với tôi được không? Cảm ơn Anna rất là nhiều nha. Cảm ơn Anna đã thả tim cho tôi nha. Giờ tặng cho Anna một bài hát nào. Muốn nghe bài hát gì? Chào Út miền Tây nha. Anh thương cô Út lâu rồi mà anh không dám nói. Để nay Út phải theo chồng đi về xứ lạ biệt tâm. Chiều chiều ra đứng bờ sông, nhìn con nước rộng nước lớn. Nghe không biết có đúng lời không nữa. Ngã ba hả? Ngã ba gì? Ngã ba sung sướng hả? Ngã ba đường tình hả? Ngã ba đường của ca sĩ nào? Ngã ba hay là ngã tư? Ngã ba đường của ca sĩ nào vậy? Xem có đường thuộc hay không nè. Ngã ba, ngã tư đường, ngã ba. Sao không có tìm ra bài nào mà mình quen thuộc hết trơn vậy? Anna ơi. Ngã tư đường. Hello chị Tuyền 78 nha. Thôi hát bài tự chọn nha Anna ơi. Chứ cái bài yêu cầu bài làm khó quá. Em Phan đẹp xin chào buổi sáng lành nhé. Dạ chào em Phan nha. Để tìm bài gì mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hát cho mọi người nghe nha. Hát bài Em Là Quá Khứ Không Thể Quên nè. Bài này nó buồn buồn. Chào Tiểu Hoàng, chúc em ngày mới bình an hạnh phúc nha. Dạ chào chị Tuyền nha. Chào Nguyễn Lệ nha. Chào Hương Đồng. Chào Hương Đồng Tháp nha. Uống ly cà phê rồi à, hát bài Em Là Quá Khứ cho mọi người nghe nè. Mình người bước trên đường phố đông người qua. Chào Loan nha. Từng ký ức quay về khiến mi ước nhòa. Tháng năm qua không biết em thế nào. Ở chốn xa người từng đêm có mơ về anh. Mưa nhẹ rơi tiếng mưa như tiếng lòng anh. Bao giọt mưa bấy nhiêu tâm tư trong lòng. Chào quê hương nha. Đường duyên chúng ta tương phùng thì anh xin nguyện yêu em đến khi bạc đầu. Đời hứa ơ em là giấc mơ hão huyền, làm anh phiêu du bước chân ngỡ quên đường về. Em là rượu ngọt làm anh uống say càng say hơn. Cả cuộc đời này tiếng yêu chỉ trao mình em. Đời cay đắng em là nỗi đau vô cùng. Lệ anh tuôn rơi tháng năm đến nay càng rồi. Em là kỷ niệm mà anh sẽ không thể quên đâu. Về hẹn em.
Xem buổi livestream trực tiếp của Hoàng trên TikTok, Hoàng tải về đăng trên YouTube nha. Chúc bà con sức khỏe bình an và sự như ý nha. Bye bye bà con nha.